tấm này thường là lấy dài hơn một chút bởi vì là nó giống cái cửa chúng bác ạ. Là mình sẽ lấy để chân này, nó ở bên trên cửa ấy. Cái cột nhà nó là cột tròn nên là Cường sáng tạo ra một chút là cái này để cho nó tốt như thế này thì các bác ạ, để gió đỡ vào. Lúc buổi chiều nay xong rồi.
hai cái rồi, hai ba cái rồi. Em này ở nhà còn sạch sẽ một chút nhỉ, cũng hơi bẩn bẩn nhá, ở nhà bảo mẹ rửa mặt đó. Nó lấy thì bị thiếu ốc cứ lát ạ. Bây giờ đóng bằng đinh 10. Cho vào nữa. Mạnh một tí nữa. Rồi.
bên này là xong rồi quý cô bác ạ. Gia đình bảo là cái chỗ kia là không cần phải quay vào nữa, thì để lấy ánh sáng ở trong nhà, nếu mà mình lập tôn ấy thì nó sẽ bị tối hết ở trong nhà, nên là em chính bảo là không làm. Ôi, cái kim ấy đâu? Mùa đông dầu bị đông hơn quý bác ạ. Bà khi vào đi em ơi. Nâng tay ra. Bà khi vào. Đặt cái chảo cân vào em, chỉnh lý lại cái chảo cân đi. Em cũng bảo bác rồi, để bác, để bác. Đấy, cứ để vào đi. Để hết đi, để hai lần. Cắt cái đầu này cho em với. Kéo lên xem nào. Đấy, cho nó vào hết đi anh. Cho nó vào để nó cuốn vào, cụp vào nhau. Đây ạ, cả đi tỏ. Lên nữa không được không? Để nó đỡ hở ở trên đấy. Như thế là cũng gần xong rồi cùng bác. Đợi một lúc nữa thôi là xong, bên này là cũng xong. Bên trên thì gia đình có bảo là để cho nó hở một chút để lấy cái ánh sáng ở nhà. Thực ra nói thế là cũng rất là chuẩn của cùng bác. Đúng rồi. Vâng, sau một thời gian thì cũng đã làm xong rồi cô bác. Khá là ổn rồi. Rất là lạnh quý cô bác ạ, tầm gần này buổi chiều thôi mà. Không biết bây giờ là bao nhiêu giờ rồi. 17 giờ 14 phút quý bác nhé. Đó. 17 giờ 14 phút rồi, Cương vẫn còn ở trên bản. Hôm nay thì lại không kịp thời gian ở trong này để đăng video sớm rồi cùng bác ạ, thông cảm với Cường nhé. Ở bên này ấy, thì là Cường làm kín hết để cùng bác. Cường làm kín hết cho nên là gia đình mới nói với Cường là để hở cái bên mái ở trên kia thì mới có ánh sáng được. Còn những cái chỗ mà cạnh viền viền như thế này ấy, thì là Cường cũng vắt vào trong này hết rồi, để cho gió nó đỡ lùa vào. Ở khu vực này thì gió thì rất là lạnh. Về đêm thì gió rất là to luôn. Ở đây ấy, thì là Cường không xếp hàng gạch, Cường vẫn để trống ở trên một đoạn. Để đến hôm nào là đổ cái
nền nhà ấy, thì là Cường sẽ cho lấp đầy luôn được không sao, bởi vì đến lúc đổ nền rồi ấy, thì nó sẽ đỡ hơn một phần. Bên cửa thì lại phải vắt cái này cũng vắt rồi, nhìn nó mới đẹp. Đó. Từ từ nhá, cho đi nhật đi. Đây là thịt rán này. Cho ngon phết đây nhỉ. Sao không rán khô đi, rán nó tươi quá. Đây là quý cô bác ạ, thì hiện tại là nhà ông đã làm xong rồi. Lúc đó Cường có review qua cho tất cả quý cô bác, anh chị cùng xem ấy. Thì bây giờ hai vợ chồng mừng rỡ luôn nhà, đừng buồn nhá. Thật ra là vợ của em Xính cũng có biết một ít tiếng phổ thông, nên là Cường cũng có thể là ở trong này không cần phải nhờ người phiên dịch ý quý bác ạ. Cũng rất là may. Hai vợ chồng có lời nào gửi lời cảm ơn tới các cô không? Ở đây có cô Phương Khánh Trần này và cô Đặng Phương Lan. Hai người cơ, hai người tài trợ cơ. Cảm ơn cho hai cô. Cảm ơn hai cô. Chúc hai cô nhiều sức khỏe. Chúc các cô nhiều sức khỏe. Chúc các cô nhiều sức khỏe. Và thành công trong cuộc sống. Và thành công trong cuộc sống. Đấy. Em Xính thấy vui không? Có nhà, có vách này vui không? Đỡ hơn không? À. Em có thể dịch cho chồng em nghe. Có vui không? Đấy, thật ra là vợ chồng này hiện tại là em Minh là cũng có bầu được 4 tháng rưỡi 5 tháng rồi của bác ạ. Nên là em cũng không đi làm được việc nặng đâu. Nhưng mà trong công việc Cường toàn thấy là em toàn đi làm việc nặng nhiều quá. Bởi vì bà con trong này suốt ngày lao động cũng khá là vất vả. Lắm lúc Cường về còn thấy vác hẳn một cái bó củi rất là to. Có những cái hôm buổi sáng hoặc là buổi trưa gì đó cũng phải lên trên cái bể chứa nước ở trên này đi đựng nước về để dùng ấy. Rất là vất vả. Đó thì Cường thay mặt gia đình hai vợ chồng cảm ơn cô Phương Khanh Trần và cô Đặng Phương Lan rất là nhiều. Chúc các cô luôn nhiều sức khỏe và thành công trong mọi lĩnh vực. Còn bây giờ thì Cường sẽ vào bên trong để cùng gia đình ăn cơm bữa rồi Cường mới về cơ. Bởi vì hiện tại cũng muộn rồi, Cường cũng không thể về sớm để đóng video nữa. Cho nên bây giờ Cường sẽ vào nhà để quay những cái món ăn. Hôm nay là những cái món gì quý bác nhé. Hôm nay làm được những cái món này quý bác này. Món thịt rán, loại thịt chiên ấy, với cái món gan luộc. Ở bên này là canh rau cải này. Đấy. Mọi người ngồi ăn cơm đi. Các anh các chú. Nó muốn ăn món này. Ngồi xuống ăn cơm đi. Đây chắc. Hơi tối một chút. Nét ăn không đó. Trong mất trong đĩa ở trong. Ở lúc trong đĩa thì ăn ạ. Xin mời tất cả quý cô bác anh chị cùng Cường dùng bữa cơm nhé. Toàn khói nhờ. Ăn cơm đi. Ăn đi, ăn cơm đi các anh nhỉ. Ai làm vất vả rồi. Mỗi người trên một tay ăn cơm đi. Ăn đi, ăn đi. Chạy chạy ít nghỉ ra rồi. Dạ. Đi đi giá tạo.
这哥们错，那么别错，错还差了，差来了。反正不大，给你那做菜给做你们。嗯。那么。咱哥们，哥们。不得劲。婆婆还旁边。俺哥，俺。俺哥们，我哥你听的。妈，你听的。俺呢？À, đây là rau đậu Hà Lan. Ăn cơm ngon không? Ngon. Xinh. Ngon đấy. Ngon. Ngon hơn mèn mèn không? Rồi các anh ăn cơm sau nhá, em đi về đây. Đấy. Muộn rồi. Giờ cũng đi về các bác ạ. Muộn rồi. Rồi ơi. Hôm nào về cũng phải bật đèn. Ây da. Thôi thì video của Cường cũng xin khép lại tại đây. Hẹn gặp lại tất cả quý cô bác, anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.